Hay là chỉ cần một chiếc điện thoại thôi mà có thể rót ra nước ngọt, vậy cần gì phải tốn tiền mua nước ngọt chứ hả? Như tại nhà của chị cũng mãi của nhà. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để rót nước từ điện thoại ra mà không tốn đến một xu nào nha. Nếu bạn làm theo mình, bây giờ các bạn có thể uống bất kỳ loại nước nào bạn thích, như là nước ngọt này, nước mía này, nước cam này, nước coca này, nước xịt tinh này, nước quán này. Đây, nhà những nước này không uống được nhà, nước nào cũng uống được nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để nhận thông báo những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ mình xin nói lời chào từ nãy và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Mà khoan nhỉ, không rớt được ra nước ngoài, tại sao không rớt ra bia hay rượu để uống nhỉ? Đúng rồi, sao mình kém thêm đi nhỉ? Cái điện thoại rớt ra bia mà uống phải ngon hơn cơ nhỉ? Rượu như là rượu đế này, vodka này, rượu ngoại này. Bạn đi Tết này cần gì phải tốn tiền mua rượu mua bia đi hả? Cầm điện thoại lên và rót bia.